Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 9, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tham gia buổi luyện tập có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Trong nội dung khung luyện tập đã diễn ra những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 17 kỳ họp chuyên đề ra nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Các đại biểu đã nhất trí cao với báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ra nghị quyết chuyển hoạt động kinh tế xã hội của địa phương từ thời bình sang trạng thái thời chiến. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức diễn tập tỉnh chủ trì. Các đại biểu trong khung diễn tập căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã báo cáo công tác chuẩn bị, nhiệm vụ phương án tác chiến của ngành đơn vị địa phương. Trong quá trình luyện tập, các thành phần trong khung tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân theo cương vị chức trách đảm nhiệm, đồng thời nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt sát thực tế và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Qua luyện tập, giúp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra đánh giá công tác chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo và thống nhất nội dung trình tự, phương pháp tiến hành diễn tập, rút kinh nghiệm và bổ sung điều chỉnh những nội dung còn hạn chế để thực hành diễn tập. Kết thúc nội dung luyện tập, các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã kiểm tra một số hạng mục trang thiết bị và khu vực hậu cần tại thực địa.